Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền được mới trở thành bình phước của Trọng Thơ nhé. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại giai đoạn 3 của khu công nghiệp và đô thị BKMX Trơn Thành Bình Phước. Với tổng diện tích 4.633 ha được BKMX quy hoạch 50% công nghiệp và 50% nhà ở đô thị. Và trước mắt chúng ta là trường cao đẳng Bình Phước với thiết kế 14 tầng sẽ cho đi vào hoạt động năm 2023 này nhé. Và trục đường mà Trọng Thơ đang chạy song hành với trục đường D1 rộng 50m và trục đường D1 được BKMX quy hoạch nhà phố thương mại với thiết kế 1/2 lầu nằm hai bên trục đường D1 nha cả nhà. Và đường D1 thì kết nối từ giai đoạn 1 450 ha qua quốc lộ 14, qua siêu thị Hải Thành tại giai đoạn 2, qua vòng xoay đường Hồ Chí Minh và được BKMX quy hoạch 3 trung tâm thương mại tại vòng xoay đường Hồ Chí Minh và chạy ra cái vị trí Trọng Thơ đang chạy đây. Và bên tay trái như cả nhà đã thấy thì được chủ đầu tư đang xây dựng nhiều dãy nhà và xây nhà trọ, kiosk để cho thuê nha cả nhà. Và ngay đây thì cách trường cao đẳng Bình Phước chỉ 300m và đã được xây dựng nhiều quán ăn, quán cơm và những nhu yếu phẩm để phục vụ cho công nhân lao động tại khu công nghiệp 2000 ha này và phục vụ cho những anh em công trường đang ngày đêm gấp rút hoàn thiện cơ sở tầng tại giai đoạn 3 của BKMX Trơn Thành. Và Trọng Thơ sẽ xuống để quay cho toàn thể chúng ta xem về thực địa dự án và quá trình xây dựng tại khu vực này nhé. Thì hiện tại ngay đây là ngã tư của đường N5 ở đường D11 và đường D1 N11 và D1 nha cả nhà. Và ngay tại đây thì đang được xây dựng dãy nhà trọ và nhà ở thương mại tại song hành với trục đường D1 và đối diện là khu công nghiệp 2000 ha của BKMX Trơn Thành. Và xung quanh cơ sở hạ tầng đang được BKMX dần dần hoàn thiện như trồng cây xanh, vỉa hè đã được bò và đường chuẩn bị đổ nhựa. Và đây cũng là một trong yếu tố giúp bất động sản tăng giá trong thời gian sắp tới. Và yếu tố thứ nhất là quy hoạch hành chính thì BKMX nằm trong khu của xã Minh Thành, sau này sẽ lên phường Minh Thành tại thị xã Trơn Thành, Bình Phước. Và công nghiệp là yếu tố thứ hai đang dần dần lấp đầy. Và yếu tố thứ ba là mật độ xây dựng. Yếu tố thứ tư là về giao thông thì ngay cái vị trí Trọng Thơ chỉ cách quốc lộ 13, quốc lộ 14 300m thôi nha cả nhà. Thì quý hàng quan tâm tới đất nền BKMX Trơn Thành, Bình Phước hãy liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962854888 để sở hữu cho mình một trong những vị trí đẹp tại khu công nghiệp BKMX Trơn Thành, Bình Phước nha.